credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's... Hello các bạn, đây là cái báo thức đầu tiên. Mình cứ nghĩ là cái báo thức lúc 4:20 mình mới dậy được, nhưng mà may quá là mình dậy được lúc 4:15. Ok, này rồi, nghe nhìn nha. Ngày thứ ba, ngày 17 tháng 3. Ok, ngày đầu tiên dậy sớm trước 4:30. Bây giờ ngoài trời đang rất là tối. Ôi nhìn nè, ngày trời hầu như là chưa, khu chỗ mình chưa có bật đèn luôn. Mọi người thấy không? Ôi, mình chưa có bật đèn. Mình cho mọi người xem mặt trăng nè. Ôi, mặt trăng đâu rồi? Mọi người thấy mặt trăng không? Đó. Ok. Và khi mà ngủ dậy thì mình sẽ mở cửa sổ ra. Oh shit, nó lại kêu rồi. Tao dậy rồi mày ơi. Ok, khi ngủ dậy mình sẽ mở cửa sổ ra, tắt điều hòa. Mình đang tập thói quen là tắt hết những cái thiết bị này khi mà mình ngủ dậy. Mình nghĩ là như vậy nó sẽ tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hơn. Vì chỉ có buổi tối khi mà đi ngủ thì mình mới cần bán này thôi. Sáng ra mình sẽ cố gắng mở cửa sổ ra và không có sử dụng những cái thiết bị điện này. Trong thời gian đợi cái ấm nước này sôi, mình sẽ đi ăn răng. Và ok, đây là ngày đầu tiên
thứ ba ngày 17 tháng 3, buổi sáng đầu tiên mình dậy sớm trước 4:30. Mình cảm thấy khá là ổn, tuy là mình hơi buồn ngủ một tí, nãy mình cũng có muốn ngủ thêm, nhưng mà vì động lực là quay cho các bạn, với lại mình muốn tạo được cái thói quen dậy sớm trước lúc 4:30, vì mình nghĩ là khi mà dậy như vậy mình sẽ làm được rất là nhiều việc. Mình có thể làm content để cho những cái video sắp tới này. Đó, và mình đã thành công được một ngày đầu tiên. Hẹn gặp lại mọi người vào 7 ngày sau. Mình sẽ update cho mọi người biết là mình thành công hay là thất bại nha. Ok, bye bye.